Vệ binh tinh tú tồn tại khắp vũ trụ, nhưng họ có bao nhiêu người thì không hề có ai biết. Và trong số đó, có những ngôi sao sáng nhất đã bước ra, bảo vệ tất cả những con người yếu đuối và xua đuổi các mối hiểm họa xâm lăng. Có ai gọi cứu viện phải không? Vì các vệ binh tinh tú mới đã đến rồi đây. Hôm nay, hãy cùng với Cà Phê Nhân Phẩm xây dựng đội hình vệ binh tinh tú ma pháp sư rất mạnh và chứng kiến sự trở lại của những ngôi sao này. Sắp tới sẽ giải cứu những trận rank đầu mùa 8 của anh em đấy nhé. Chúc anh em xem video vui vẻ. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Nhận xét đội hình. Vệ binh tinh tú được đưa trở lại đấu trường chân lý với khả năng tăng năng lượng. Tộc sở hữu một carry Sattweb rất mạnh, đó là cô nàng phù thủy đá Thalia. Cô nàng có khả năng liên tục dựng lên bức tường nối tiếp nhau dọc bàn cờ và gây rất nhiều sát thương xuyên suốt giao tranh. Đồng thời, nhiều mang thêm hệ ma pháp sư, Thalia cũng kết hợp rất tốt với nhiều quân cờ ma pháp sư mạnh mẽ khác, nhờ đó tạo nên một đội hình kết hợp tộc hệ rất tốt cùng với các quân cờ cực kỳ chất lượng. Các quân cờ khác trong đội hình cũng bổ trợ cho nhau rất chất lượng nhờ vào khả năng kích hệ và sở kỹ năng hoàng nhẹ. Cụ thể hơn, vệ binh tinh tú sẽ bổ trợ năng lượng, ma pháp sư sẽ cung cấp sức mạnh kỹ năng, kể đó là hộ công cùng linh vật sẽ giúp cho đội hình dai dẳng hơn rất nhiều, và tinh nhân ở trong giao tranh sẽ liên tục tăng sức mạnh kỹ năng cho đội hình lên vô tận nữa. Đây sẽ là một đội hình tương đối dễ chơi do các quân cờ đều rất mạnh và không cần quá nhiều kỹ năng để có thể luân tướng. Bây giờ, hãy cùng nhau tìm hiểu cách xây dựng đội hình này nhé! Xây dựng đội hình. Đội hình xoay quanh khả năng gây sát thương đáng gờm của Thalia và sự hỗ trợ của các quân cờ còn lại. Cho nên mục tiêu đầu tiên của anh em sẽ là có cách để đép được thật nhiều máu vào giai đoạn đầu game, cũng như cột tiền để xoay chuyển máy đấu khi đã ở cấp 7-8 do giá thành của đội hình này sẽ khá cao. Đội hình bao gồm Luck, Yumi, Annie, Alista, Echo, Thalia, Janna và Syndra. Do có tới 5 quân cờ sở hữu 3 tộc hệ trong đội hình nên cũng kích được rất nhiều tộc hệ ngon. Ví dụ như Alista vừa có khả năng chống chịu, hồi máu, khống chế, đã thế còn kích 3 tộc hệ bắp cực ngon đó là ngưu binh, hộ công và linh vật. Sát thương tất nhiên sẽ được Thalia đảm nhiệm, còn đó thêm một chút sát thương nhỏ lẻ bởi các quân cờ ma pháp sư và vệ binh tinh tú nữa. 3 quân cờ chống chịu cũng rất máu mặt là Alista, Annie và Echo. Về mặt hỗ trợ, 2 quân cờ 5 vàng là Janna và Syndra sẽ lo phần này. Janna hỗ trợ năng lượng từ tộc thường dân, lại còn kích thêm ma pháp sư và mang đến rất nhiều ứng có lợi nhờ dự báo thời tiết. Syndra sẽ ném các quân cờ trên bàn chờ vào, vừa lấy thêm quân để chống chịu, vừa gây khống chế cho đối phương. Nói chung, đa phần các quân cờ trong đội hình này đều sẽ phát huy được sức mạnh của mình và hiếm có quân cờ nào phế cả giao tranh hết. Trang bị. Đội hình sẽ kích mốc 5 vệ binh tinh tú, nên đương nhiên Carrie Thalia sẽ phải có một trang bị bổ sung năng lượng để tối ưu sức mạnh của tộc này rồi. Ngon nhất cho cô nàng sẽ là ngọn giáo Sojin, hồi lại năng lượng sau 3 lần đánh tay. Còn bộ xanh sẽ chỉ tận dụng được khả năng hồi 10 năng lượng trên mỗi màu gục mà thôi. Tiếp theo thì sẽ là một trang bị dành cho các carry phép, các bảo thạch để có những cú nổ chí mạng cực thốn. Và ở mùa giải mà rất nhiều quân cờ chống chịu có khả năng tạo thiên như Annie, Riven hay Echo thì trang bị mới truy phản kích sẽ không chơi vào đâu được. Để cho một số anh em chưa biết thì trang bị này sẽ tăng sát thương của chủ sở hữu thêm 30% sau khi gây sát thương lên kẻ địch có giáp ảo. Một số trang bị khác như diệt khổng lồ, mũ phù thủy, kiếm súng, quyền trượng vẫn sẽ sử dụng được rất tốt nha anh em. Kể đến là tới trang bị chống chịu, hai quân cờ có thể cầm rất tốt đó là Annie và Echo. Nhưng với Annie giá thành rẻ hơn nên nếu lên được 2 sao sớm thì nên dồn đồ chống chịu cho cô nàng này nhé. Lớp giáp ảo của cô sẽ cực kỳ cứng cáp ở giai đoạn đầu và giữa trận đấu đấy. Annie có thể cầm tốt đa số các trang bị chống chịu, nhưng tốt nhất cho cô sẽ là giáp gai, phút rồng và thú tự thành giáp. Một số trường hợp không đẹp thì các đồ khác như giáp máu, giáp lửa, dây chuyền hay lấy thể hộ vệ cũng có thể chấp nhận được. Về sau có được Echo thì chuyển đồ sang cho cậu bé thời gian cầm là được. Và phần cuối cùng không thể thiếu trong những đội hình sát thương phép, đó là trang bị giảm kháng phép, nỏ sét hoặc giáo điện. Echo hoặc Annie sẽ là hai quân cờ cầm nỏ sét tốt, do Annie sống khá dai trong giao tranh và Echo có khả năng lướt vào giữa giảm kháng phép nguyên tinh địch. Giao điện thì đa phần quân cờ tay dài đều sẽ cầm được, cứ để cho Janna hoặc Syndra để cho hai cô nàng này có thể lên lần kỹ năng đầu tiên rất nhanh nhé. Và nếu còn thừa trang bị gì thì cốc sức mạnh hoặc một cái Sojin cho Syndra để cô có thể kéo nhiều quân cờ nhất có thể từ bên ngoài vào giao tranh. Bây giờ chuyển sang phần sắp xếp đội hình nào. Về cơ bản, đội hình này sẽ dùng cách xếp co cụm để vừa hưởng bắp thời tiết của Janna, lại còn bảo vệ Thalia giúp cho cô sống sót lâu nhất có thể.
Nếu như không có ai có bàn tay hỏa tiễn hay nâng cấp kéo của Blitz thì vị trí trong góc an toàn nhất sẽ là cột phù thủy đá. Đồng thời, anh em sẽ cần kề góc để có thể đứng chéo với các carry tay dài của đối phương nhằm Talia có thể tung ra được những cú cắt tường đẹp nhất. Ngay sau đó tất nhiên sẽ là Janna và một lèo Yuumi cùng với Syndra để có thể tích sức mạnh kỹ năng từ tình nhân rồi. Lắc thì thực sự không có nhiều tác dụng trong giao tranh ngoài việc kích hệ, nên anh em có thể xếp cô nàng sang một góc khác, cầu đi một số chiêu thức của đối phương nhé. Ekko và Alista sẽ xếp quanh Janna. Một số trường hợp anh em để ý xếp tốt Ekko thì có thể khắc chế được một số nhà Senzuani đấy. Nhờ vào khả năng lướt và khiêu khích nên cậu có thể dễ dàng khiến Senzuani quay đầu về phía sau và tung chiêu vào chỗ không người. Annie nếu đầy đủ chống chịu sẽ đứng canh ở trên, còn nếu không ổn thì cứ đưa Alista với cô lên trên để hỗ trợ cô nàng là được. Sắp xếp đã xong, vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau triển khai đội hình để có thể đạt được như trên nhé. Đầu trận thì tốt nhất sẽ đép máu bằng tộc thần đồng với khá nhiều tướng rẻ tiền mà sức mạnh thì không chơi được. Đội hình sẽ rất dễ kiếm bao gồm Lulu, Poppy, Annie và thêm một quân cờ vệ binh có thể kích hệ như Rell, Lux hoặc Yuumi. Nếu như có phong bài sớm thì ưu tiên có đồ chống chịu trước để dồn cho Annie. Do đầu game thì sát thương của các quân cờ phía sau khá lớn và lại còn có hệ tính nhân nên tank càng trâu thì càng mạnh. Nếu như chưa có phong bài ổn thì hãy tính đến chuyện đồ chống chịu sau, nên ưu tiên các mảnh trang bị như gậy, nước mắt hoặc kiếm BF. Với bộ cờ này thì nước mắt càng nhiều càng tốt nên anh em không phải lo lắng đâu nha. Về sau, anh em cứ kẹp dần các vệ binh tinh tú và đến lúc cấp 7 thấy đội hình có đuối thì nên roll nhiều một chút để kiếm Talia và Ekko cải thiện sức mạnh đội hình. Và biết đâu đủ may mắn thì còn có được cả Janna nữa đấy. Còn nếu như không có được form thần đồng thì anh em có thể chơi bằng vệ binh tinh tú kẹp thêm vệ quân và linh vật. Có thể để cho Lux hoặc Yuumi cầm đồ cũng được và kẹp thêm Rell cùng các quân cờ vệ quân khác như Poppy, Riven và với một linh vật nữa là Galio nếu lên được 2 sao sớm vì nó còn có cả hệ thường dân để bắp năng lượng nữa đấy. Về sau sẽ dễ xoay bài hơn nhưng sẽ kém an toàn ở đầu trận đấu do những quân cờ này có cơ chế gây sát thương không được uy tín lắm. Sau khi đã Ekko đủ tiền lên được cấp 8, hãy kiếm form bài như ở trên. Nếu không có được hai quân 5 vàng thì có thể tạm dùng Sona kích cả hai hệ ma pháp sư và tình nhân cùng với một quân cờ vệ binh tinh tú khác. Thiếu sát thương thì đó là Kai'Sa và thiếu chống chịu thì hãy kẹp thêm Nilla hoặc Rell nhé. Nếu đã có đủ đội hình rồi thì anh em có thể suy nghĩ tới hai hướng. Nếu như đang có một chuỗi thắng dài và đội hình đang rất mạnh so với lobby thì có thể giữ tiền lên 9 và kẹp vào Leona hoặc ông kẹ Fiddlestick để bổ sung thêm sát thương. Leona thì sẽ giúp diệt đi các quân cờ cứng cáp cầm vốt rồng làm khó các vệ binh, còn Fiddlestick có thể chơi theo hướng lấy khống chế hoặc xếp dưới để làm một pha clutch trận đấu. Nâng cấp anh hùng. Thứ nhất là các nâng cấp anh hùng. Với các quân cờ 4 tới 5 vàng thì mọi nâng cấp đều rất mạnh nên anh em có thể thoải mái lựa chọn. Các nâng cấp của Talia, Syndra, Ekko, Janna đều rất ngon nên anh em có thể thoải mái lựa chọn. Với các nâng cấp của những vị tướng 1 tới 2 vàng thì nâng cấp hỗ trợ của Annie sẽ cực kỳ tốt khi tăng cả đội sức mạnh kỹ năng nhân 3 khi họ còn dưới 50% máu. Nâng cấp hỗ trợ của Lux cũng khá ổn khi hoạt động giống như một chiếc cốc sức mạnh. Và có một nâng cấp anh hùng nữa khá thú vị, đó là nâng cấp carry của một lèo Yuumi. Yuumi nhận thêm 30 sức mạnh kỹ năng, 75% tỷ lệ chí mạng và kỹ năng có thể chí mạng. Nếu như xuất hiện nâng cấp này ở 2.1 hoặc 3.2 thì anh em có thể suy nghĩ về việc chơi bằng Yuumi carry nhé. Đây hiện là một nâng cấp cực lỗi khi giúp cho Yuumi như được trang bị thêm 2 trang bị trên người vậy. Việc còn lại cứ đóng phút sát thương cho cô mèo thôi. Nâng cấp thường. Với các nâng cấp thông thường, đầu tiên thì những nâng cấp thêm mốc một số tộc hệ như vệ binh tinh tú, ma pháp sư, tình nhân, hộ công đều rất tốt cho đội hình. Kể đến là các nâng cấp gia tăng năng lượng như trí tuệ siêu công nghệ, nguyên tố luân sẽ kết hợp với tộc vệ binh tinh tú để đẩy năng lượng đó lên cao hơn nhiều. Các nâng cấp gia tăng sát thương sẽ cực kỳ ngon, đặc biệt là khảm bảo thạch và nhất thống, do đội hình gây sát thương phép là chính và kích được rất nhiều tộc hệ. Vọng Âm Luden là một lựa chọn không tồi khi đội hình này dùng kỹ năng cũng rất nhiều. Những nâng cấp flex như thăng hoa, phước lành và chiến lợi phẩm hay chuyên gia công nghệ, sức mạnh đoàn kết cũng rất tốt nhưng không tối ưu được như các nâng cấp ở trên. Lò rèn thần thoại, tiếp tế trang bị, tiếp tế thành phần và hộp Pandora là những lõi không tồi, khi mà đội hình này cũng hơi khắt khe trong việc lựa chọn trang bị cho các chủ lực. Đã cùng điểm qua cách triển khai cũng như các nâng cấp phù hợp để chọn cho đội hình rồi, sau đây hãy cùng xem ưu và nhược điểm bao gồm những gì để lưu ý nha anh em. Trước hết là ưu điểm. Như đã nói ở trên, đội hình này khá dễ chơi khi không cần chú ý xếp cờ quá nhiều. Những tộc hệ được kích hoạt đều bổ trợ cực kỳ hoàn hảo và không hề thừa thãi một chút nào. Gần như mọi quân cờ đều có tác dụng rõ ràng từ giá rẻ cho tới đắt tiền. Mới ra mắt ở mùa 8 nên khả năng cao là bài đấu sát thương phép sẽ rất lỗi. Chỉ cần xây dựng được một vài quân cờ chống chịu cứng cáp là đủ thời gian cho các ma pháp sư thổi bay đội hình địch rồi. Là một bộ cờ rất tốt để mang đi đối đầu với các đối thủ dùng carry tay dài tuần sau.
Nhược điểm đầu tiên của đội hình này đó là giá thành khá đắt đỏ, lại còn có hai quân cờ năm vàng được sử dụng khá nhiều, đặc biệt là Zana. Với lối chơi đánh áp cấp nên sẽ yêu cầu khả năng giữ máu tốt và eco tiền để có thể roll ra được các quân cờ 2 sao sớm, nếu không thì dễ cút deck. Nhược điểm thứ hai là đội hình xếp co cụm vào để hướng bắc của Zana, nên mùa tám này có tí tỉ từ khiến cho anh em phải khôn đốn như bom choáng của Senjuani, sóng biển của God, máy chiếu nguyên cái nhà, hay đáng sợ nhất là một con Fiddlestick 3 đổ sát thương đứng ở góc nào đó chỉ chờ đến lúc và đâm thẳng vào ủ à, tiến tất cả dàn từng máu giấy nhà anh em đi đấy. Mùa 8 đang đến rất gần rồi đấy, anh em nhanh chân học bài mới và đưa vào những trận đấu rank đầu mùa để có một mùa giải mới bùng nổ về bậc xếp hạng nào. Chưa nhanh lỡ lại bị mấy ông thần khác biết tới, tránh mất bài thì mệt đấy. Đừng quên ủng hộ bọn mình bằng cách để lại một like, share và đăng ký và nhấn vào nút chuông thông báo để cập nhật những đội hình mới hot nhất mùa 8 của đấu trường chơi lý nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Shop cà phê nhân phẩm.com, siêu tháng 11 siêu to cuối năm, siêu hạ giá kho nick lên mình và đấu trường chân lý, sở hữu tài khoản ngay bây giờ chỉ bằng nửa giá cũ, siêu thật, giảm thật, chỉ có tại shop cà phê nhân phẩm.com, đường link sẽ để dưới phần mô tả các bạn nhé.